B1, B2, B3, C vào. Để xử lý. Thầy chiều nửa bảng bên kia
để chúng ta làm một cái bài thay đổi số liệu. Cho nên cái phần ưu tiên độc quyền thầy làm ở đây luôn. Bây giờ mình vẽ lại sơ đồ gân. Vẽ lại. Ưu tiên không độc quyền thì chúng ta xét khi nào? Khi có tiến trình như thế nào? Vào. Và cái tương tự chúng ta cũng xét độ ưu tiên. Vậy thì chúng ta sẽ vẽ như thế nào đây? Tại thời điểm 0, B1 vào. Và tại thời điểm này B1 là cao nhất, cho nên B1 được phục vụ. Xét khi có tiến trình vào, vào lúc nào? Vào thời điểm là 1. Thì lúc này có B2 vào. Và tại thời điểm 1 này nè, B2 vào, B2 có được ưu tiên là 1, lớn hơn 3, ưu tiên cao hơn. Cho nên tiến trình B1 tạm dừng, nhường cho B2. Và lúc này chúng ta sẽ vẽ xuống đây, B1 tạm thời dừng ở đây. Lúc này B1 còn bao nhiêu? 23. Bởi vì từ 0 đến 1 là nó đã được phục vụ 1 rồi. Vậy nó còn 23. Nhớ ở đây. Và thời điểm này chúng ta sẽ phục vụ cho B2 và tiếp tục xét tiếp. Chưa có vẻ kết thúc được. Tại thời điểm là 2, B3 vào. Tại thời điểm này có bao nhiêu tiến trình trong hàng đợi? 3 tiến trình, 1, 2 và 3. Ai có độ ưu tiên cao nhất? B2. Bởi vì B2 độ ưu tiên là 1, cao nhất. Như vậy thì B2 vẫn được phục vụ cho đến 4. Bởi vì nó có nhu cầu là 3 và bắt đầu phục vụ là 1, cho nên nó kết thúc ở 4. Tại thời điểm 4 này có bao nhiêu tiến trình trong hàng đợi? 2. Làm thế 1, B3. B2 kết thúc rồi. Ok. Như vậy giữa 1 và 3 ai có độ ưu tiên cao hơn? B3 có độ ưu tiên cao hơn. Kết thúc ở bao nhiêu đây? 7. Và còn lại là B1 kết thúc ở 30. Và chú ý giùm thầy, tổng thời gian mà chúng ta cần phục vụ trong cái đề cho là mấy? 30. Thì chúng ta nhìn thời gian bắt đầu cộng với tổng thời gian, nó sẽ ra thời gian kết thúc. Giả sử thời gian bắt đầu chỗ này là 1 thì kết thúc ở 31. Thời gian bắt đầu là 0 thì kết thúc ở 30. Tức là tổng thời gian mình điều phối bằng cái thuật toán nào nó cũng bằng nhau, tổng thời gian nó bằng nhau. Như vậy thì với số điểm này chúng ta điều phối độc quyền và không độc quyền có gì thắc mắc nữa không? Nếu chúng ta theo dõi từ đầu thì nó không khó tí nào cả, nó không có cái gì để gọi là khó cả. Chúng ta cứ làm từ từ rồi phần dưới này công thức cũng như trên. Chúng ta cứ theo công thức này, thời gian lưu hệ thống của B1 là mấy? 30 chữ. Còn B2
Bây giờ với một cái đề khác, chúng ta sửa lại chút xíu. Tiến trình P1, P2, P3, thời điểm vào cũng là 0, 1, 2. Lộ tiên 3, 2, 1 khác nhau ở chỗ 1 và 2, 2 và 1. Và T xử lý vẫn là 24, 3, 3. Và chúng ta cũng giải với hai cái thuật toán. Thứ nhất là phương tiện tập quyền thì nó cũng xét khi có tiến trình kết thúc, và nó xét về độ tiền giống như vậy, nhưng nó khác nhau cái gì? Tại thời điểm không, P1 vào và nó là độc quyền, cho nên nó vẫn kết thúc ở 24, đây là P1. Và trong thời gian từ 0 đến 24 có P2 vào, thời điểm là 1, P3 vào, thời điểm là 2. Và tại thời điểm 24 này có bao nhiêu tiến trình đang đợi? 2 và 3. Cho nên giữa 2 và 3 ai có độ ưu tiên cao hơn? 3. Cho nên lúc này B3 được phục vụ cho đến 27, còn lại B2 được phục vụ cho đến 30. Và công thức vẫn như thế. T luôn hệ thống nó vẫn bằng T kết thúc trừ T vào. Với B1 nó sẽ là 24 trừ 0. B2 là 30 trừ 1. B3 và nếu như để như thế này thì các bạn không thấy được, không so sánh được, có các bạn tính cái giá trị trung bình ra giúp thầy, cái này cũng tính giá trị trung bình ra giúp thầy. Và bắt đầu từ cái bài tập từ đây trở đi, khi các bạn tập bài nếu thầy không thấy giá trị trung bình thì không tính. Các bạn tính cái này ra xong các bạn bấm chia 3 giúp thầy, cái này cũng chia 3 giúp thầy, trung bình ra cộng lại chia 3, trung bình cộng. Lúc này chúng ta mới so sánh các thuật toán với nhau dễ hơn. Còn nếu mà chúng ta nhìn 24, 26, 28, 24, 29, 25 khó. Chúng ta nhìn cái trung bình cộng chúng ta sẽ dễ so sánh. Được chưa? Và thầy sẽ giải luôn, tại vì thầy đang quay video cho nên là giải cho các bạn phần này luôn. Yên tâm, có bài tập để cộng điểm sau, không mất đi đâu cả. Và chúng ta sẽ giải về phần thứ hai. Ưu tiên không độc quyền thì nó cũng xét khi có tiến trình vào và xét độ ưu tiên giống như thế. Chúng ta bắt đầu vẽ. Tại thời điểm không,
V1 vào. Và tương tự như thế thì V1 sẽ được phục vụ. Và nó sẽ khi có tiến trình vào, cho nên tại tờ diễn 1 D2 vào thì nó phải tạm dừng để nó xem. Lúc này B2 đổi đi là 2, B1 đổi đi là 3, B2 cao hơn, cho nên B1 tạm thời kết thúc và D2 là tại thời điểm này là 1, nhớ ghi vào. Tại thời điểm là 2, D3 vào tại thời điểm là 2. Lúc này có mấy tiến trình đang trong hàng đợi? 3. 1 vẫn chưa kết thúc, 2 vẫn chưa, bởi vì lúc này 2 nó mới được phục vụ từ 1 mà đến 2, mới có 1 thôi, vẫn còn. Và lúc này V3 có độ ưu tiên cao nhất. Rồi, tạm thời V2 dừng ở đây tại thời điểm là 2. Lúc này V3 được phục vụ. Và còn ai vào nữa không? Cho nên V3 nó được phục vụ 3. Tới 5 nó kết thúc. Lúc này sẽ phục vụ cho ai? V2. Bởi vì nó chỉ còn 1 và 2, và 2 có lượng tiền cao hơn, cho nên phục vụ V2 kết thúc ở mấy? 7, chính xác. Bởi vì lúc nãy V2 phục vụ từ 1 đến 2 là được 1, và nó có nhu cầu là 3, cho nên nó còn 2 từ 5 đến 7. Và cuối cùng V1 phục vụ bao nhiêu nữa? 23. Đúng rồi. Và chúng ta kết thúc ở 30. 1 30, 2 30, 3 30 và 4 30. Như vậy thì cái đề tổng thời gian là giống nhau, thì chúng ta mẻ kiểu gì nó cũng ra làm được. Có bạn nào thắc mắc gì về cái không độc quyền không? Như vậy thì khi làm bài, chúng ta cứ từ từ mà làm, vẽ từ từ từng thời điểm một, và chúng ta chỉ cần ghi nhớ cho thầy ngay cái yếu tố ưu tiên độc quyền, tức là chiếm hết tài nguyên, không trả, khi nào xong mới trả, gọi là độc quyền. Khi có tiến trình kết thúc. Vậy nếu thầy nói như vậy thì tại thời điểm không, không có ai kết thúc đâu. Nhưng mà nó là thời điểm khởi đầu, cho nên kết thúc cũng là đó, bắt đầu cũng là đó. Giả sử có một tiến trình nào đó, về không thì kết thúc trước đó, thì tại thời điểm này một mình nó thì chúng ta bắt đầu xem. Ưu tiên không độc quyền có nghĩa rằng khi có một người nào đó vào hàng đợi thì tạm thời chúng ta phải dừng lại để xem xét. Khác nhau như thế thôi. Các bạn chỉ cần nhớ hai tiêu chí này thì nó sẽ không giảm.